Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh mình nhá. Nay lên cho anh em xem tiêu phẩm, lên cho anh em tiêu phẩm tiêu ích. Em sẽ sơ chữ tiêu ích cho anh em xem. Tơ thẳng thẳng cho anh em nhìn cái. Đấy, cũng như bình của 6D30 năm quả anh em. Này mình thử test cái bộ này là 135g. Xem là lên có lên ngon không anh em nhá. 135g. Điều 1m7 cũng thẳng anh em ạ. Bên mình bán điều toàn tính cũng thẳng không có anh em nhá. Anh em mua điều lưu ý. Rồi ra bãi bay đấy anh em. Trời giờ hiện tại có tầm 3 giờ thôi nhưng mà có gió là chiến cho anh em thôi, không cần biết là nắng hay không anh em ạ. Kêu anh em xe vào đây để bay cho anh em xem nhá. Đây là con diều bộ X 1.7 cung thẳng nha anh em nhá. Đấy, sáo đây, chuyện cho anh em chuyện sáo. Sáo này là còi đi 30 năm quả anh em, bóng bay đẹp đẽ luôn. Này, cho anh em xem luôn. Đấy, bóng anh em. Đấy, bóng bay đẹp đẽ luôn. Hỏi phải suy nghĩ anh em nhá. Rất là bóng luôn, sáo bên mình làm nha anh em. Đấy, con diều đây làm sạch sẽ đẹp đẽ luôn anh em nhá. Đã muốn lên à? Đấy, bây giờ mình sẽ chuẩn bị bay anh em nhá. Bay luôn. Quá rất chi là to, nó đã muốn lên đấy anh em ạ. Chưa to đâu, hôm nay chưa to. Đây chăm mà đây quay chỗ đoạn ấy kìa, đấy chăm gì nó to to. Nào ý không? Anh em xem có ý nhé. Đây quay anh em đây là chân đực. Chân đực. Đực chỉ thích đi đực. Nào em Thiện ơi, gió thế rồi mút rồi. Bay anh em nhá. Nào. Rồi, biết rồi. Khét luôn anh em ơi, không còn gì có thể chê được. Em ơi đi núi đây. 1m7 cũng được D30 nhá. Nặng 135g anh em nhá. 28. Hả? Cũng 135g anh em. Thiện tha đi núi để tha cho anh em xem đi nào. Ôi kiều rất chi là to à. Đấy, để tha dây anh em nhé. Nó nặng đầu anh em ạ. Đây. Nặng đầu cứ biêng về một bên anh em ạ. Đấy. Nhiều anh em ở cũng sáo to ấy. Sáo to thì gió đấy, gió to nó lên được nhưng gió bé nên nó dễ biêng biêng một bên anh em nhé. Đây thì hiện tượng nặng quá anh em, 1 tháng 3 hơi nặng. Đấy, nên anh em chơi diều lưu ý. Đấy, gió to thì có thể cống được sáo to nhé. Nhưng mà nếu mà gió bé thì anh em phải cho cục to bé thì nên nó mới không bị nghiêng. Này, cống thì nó vẫn cống rồi. Nên được như thế là gió to đẹp. Sáo gắt thì nó mới nên đứng yên. Đây con này là sáo nó to quá nên nó cũng bị nghiêng bên. Đấy, rút phát là nó vươn luôn, tại vì nó gió nó không đủ gió cho nó lên thì nó sẽ nghiêng ngay. Đấy, mình test thử cống anh em. Nếu mà D30 để anh em lên cống cho mình không kiểu 2m là nó sẽ hợp lý hơn. Còn dòng này thì cũng còn tầm D25 nùi anh em ạ. 25 cũng đã hơi nặng. 25 năm quả thì là đẹp hơn. Đấy, còn là 30 năm quả đây thì hơi nặng anh em nhé. Em zoom lên 2 cho anh em xem. Đấy, gió yếu nên là nó không thể nào nó vươn được. Nó cứ đừ này anh em ạ. Phải không em Thiện? Đừ luôn. Nó nặng quá không lên được anh em ạ. Coi em Thiện thôi. Thôi mình đi rút vào anh em ơi, gió yếu quá. Mà lại gió to quá thì gió to bịp anh em. Nó không đặt. Đấy, mình kể cả mình thả luôn, nó không đặt.
Cái này chỉ có gió to mới lên được thôi. Chiều chiều lên này. Chiều đấy nhìn kia nó lên cao rồi. Con này cho ăn nó lặng nó lên nó nghiêng. Đó, đấy chưa anh em? Đó, lượn không? Đó. Mũi thì đẹp lắm anh em ạ. Anh em nào mua ủng hộ mình con nhé, cho nó chất. Ôi. Anh em ơi không về tay thì anh em có đi tiếp theo nhé.